Tuần lễ Hoa Dã Quỳ, Núi Lửa Chư Đăng Gia năm 2022 khởi đầu bằng lễ khai mạc tuy ngắn gọn nhưng đậm đà bản sắc dân tộc Tây Nguyên. Trong khuôn khổ của tuần lễ, bên cạnh thưởng thức vẻ đẹp mê đắm của sắc vàng Hoa Dã Quỳ, du khách còn được tham gia và trải nghiệm ở 16 hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực được tổ chức cả ban ngày và ban đêm tại xã Chư Đăng Gia và một số địa điểm lân cận của huyện Chư Mã. Mỗi hoạt động mang một sắc thái, sức hấp dẫn khác nhau đã tạo nên sự hứng thú trong lòng mỗi du khách. Chư Mã thì được thiên nhiên ưu đãi là có cái trong cái sắc thu này thì có cái hoa dã quỳ vàng và kết hợp với lại ở Chư Mã thì có cái di tích núi lửa. Thì từ những các cái thiên nhiên ưu đãi đấy thì năm nay Chư Mã lần thứ tư tổ chức cái lễ hội hoa dã quỳ này, thì với cái mục đích là để tạo ra những các cái điểm vui chơi du lịch cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, địa bàn huyện cũng như là địa bàn trong cả nước. Ngày hôm nay là mình đã trải nghiệm được tất cả những cái cảnh đẹp xung quanh núi lửa Chư Đăng Gia, tất cả các đường hoa mà mình thấy rất là thú vị, và sắp tới đây là mình sẽ trải nghiệm văn hóa ẩm thực. Được tổ chức trở lại sau 2 năm bị gián đoạn do đại dịch Covid-19, tuần lễ Hoa Dã Quỳ Núi Lửa Chư Đăng Gia năm nay đã thu hút trên 60.000 lượt khách tham quan trải nghiệm vẻ đẹp của Hoa Dã Quỳ, Trải Vàng Núi Lửa Chư Đăng Gia và nhiều hoạt động hấp dẫn khác như trình diễn cồng chiêng, tạc tượng, đan lát, trải nghiệm bay dù lượn, ngắm toàn cảnh Chư Đăng Gia từ trên cao, tham quan và mua sắm tại các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương. Khi biết được ở đây có lễ hội Hoa Dã Quỳ và cồng chiêng, chúng cô đã đến đây để biết những cái văn hóa dân tộc bản địa và biết được cái xứ sở hoa dã quỳ của quê hương mình. Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, từ khoảng ngày 10 đến ngày 20 tháng 11 là thời gian hoa dã quỳ bung nở đẹp nhất. Do vậy, mặc dù đã kết thúc các hoạt động trọng điểm, nhưng thời điểm này, dã quỳ vàng vẫn còn bung sắc thắm và mang một vẻ đẹp rất riêng nơi núi lửa Chư Đăng Gia kỳ vĩ. Và sắc vàng này vẫn còn đủ sức mê hoặc hoặc níu chân du khách gần xa đến tham quan, cũng như lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên những thảm hoa vàng rực rỡ.